Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và ở video hôm nay á thì mình sẽ quay lại cái đường Hoàng Diệu 2 Thủ Đức các bạn xem nha. Cái đường mà có cái đề trường đại học ngân hàng các bạn. Đây là mình đang ở cái đoạn giao giữa Lê Văn Chí và Hoàng Diệu 2 này. Bây giờ mình sẽ đi từ đầu đường Hoàng Diệu 2 cho đến cuối đường để coi có những cái gì ở đây nha. Đó thì ở đây là cái trường đại học sư phạm kỹ thuật này các bạn. Đây là cái mặt sau á, không có cổng ra bộ ở đây nha. Cổng nó nằm trên đường Võ Văn Hăng với lại Lương Văn Chí thôi. Xung quanh đây thì có quán nhậu và hủ tiếu rồi mấy cái quán ăn vặt rồi. Quán nhậu ở đây cũng nhiều đó, quán nhậu với lại cà phê. Đường Hoàng Diệu 2 là đặc trưng hai cái đó. Nói chung là có cái tiện ích đầy đủ, tiện tiệm thuốc hay bán quần áo đồ thì vẫn có. Có tiệm net luôn, nhưng mà chủ yếu là quán nhậu, cà phê, rồi quán ăn đó nha. Quán ăn ở đây cũng nhiều lắm. Ở đây cũng là quán thịt sữa này. Đây cũng là nhậu luôn nè, nãy giờ ba bốn quán nhậu luôn. Có bao nhiêu shop bánh tráp ở đây luôn nha. Đó bạn nói hai bình thường đây nè. Quán này cơm tấm bán cũng đắt khách nè. Đây là đường số 6, thì mình rải qua thì mình sẽ ra cái đường Võ Văn Hăng nha. Rồi thì chuẩn bị là mình sẽ tới quán cà phê Đồng Xanh. Quán mà quán nào là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng tại vì người ta thuê nhân viên nữ á, nói chung là hấp dẫn. Cho nên người ta uống rất đông á quán này các bạn. Quán nó cũng không đẹp gì lắm nhưng mà có nhân viên rồi thì cả đẹp rồi người ta uống nhiều. Đây là đường Tô Bánh Viện nè, rẽ trái là đường Tô Bánh Viện nha. Đây là đường số 8, rẽ phải đường số 8. Rồi thì có cả điện máy xanh nữa. Ồ, nhậu tùm lum các bạn. À các bạn mà muốn ăn lẩu dê á thì có quán dê thật ở đây rất nổi tiếng. Bách Hóa Xanh nữa này, có quán trà sữa, phụ kiện điện thoại, máy tính cũng có này hết. Bò đít tết nè, nó lẩu dê đồng hương nè các bạn. Quán này người ta ăn cũng đông lắm nè. À, đường số 7. Đường số 7 là cái khu mà là khu trọ sinh viên nữa rất là đông. Bạn nào mà muốn tìm nhà trọ thì cứ vào đường số 7. Xung quanh cái khu đó là rất là nhiều luôn. Rồi thì phía trước các bạn thấy cái đường cái tiệm sư phụ cây phía trước không? Thì là mấy cái đường rải vào này nè. Ở cái khu này là cái khu khu đại gia của phường Linh Chiểu á. Nói chung là đường bằng cờ rồi nhà lầu không có rỗng luôn á. Nhà năm rỗng thì ta sai còn nhà lớn không à. Nhà hai ba lầu không nha. Đây là bán đồ gia dụng. Đây là ba lô. Những món cần thiết cho sinh viên. Đó thì đây các bạn sẽ tới bên trái nè. Bên trái đó là cổng trường Đại học Ngân hàng các bạn. Đó mình đi dùm chậm lại qua cho các bạn xem nha. Đó. Nay thì dịch corona người ta nghỉ trơn rồi. Rất là vắng. Mini shop nè. Bên này là trường trung học phổ thông gì đó. Tiệm ô tô rồi cũng gần đây nha các bạn, gần trường học cho nên là có rất nhiều tiệm ô tô. Cái đường nào dài thẳng á là các bạn sẽ đụng đường Cao Vạn Căn nha. Có tiệm đồ nữa nha các bạn.
đồng guitar đó. À chỗ này là nó có cái kho của cái giao hàng tiết kiệm á, thì mình cũng nói luôn là nếu bạn nào mua hàng trên Shopee hoặc Lazada, các bạn lấy là những cái đơn vị vận chuyển á, ví dụ như cái hôm đó mà anh shipper tới nhưng các bạn không có nhận được á, thì lúc mà các bạn xem cái tình trạng đơn hàng á, nó sẽ để ở lũ kho á, thì các bạn tới ngay kho ở đường Hoàng Diệu Hành đối với giao hàng kiệm thì bạn tới đó bạn lấy trực tiếp cũng được. À, thì bây giờ nó đang là cuối đường này nè, Hoàng Diệu Hành các bạn, nó đang đường kho bằng căn này. Đó, như vậy là kết thúc đường Hoàng Diệu 2 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng kia mình quay tiếp. Rồi thì mình kết thúc video đây nha. Xin chào tất cả mọi người. Thì nếu bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tất cả mọi người.